Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày nay, bác nào có nhu cầu mua vàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này thôi nhá. Cần tư vấn gì các bác cũng gọi luôn để em tư vấn luôn ạ. Ok. Vâng ạ, ngày hôm nay trên tay em là một dòng sản phẩm mới tinh các bác nhá, mới tinh vừa về xong các bác nhá. Thương hiệu Lex Aquatic. Đấy, KM380. Với cái dòng Lex này thì nó quá quen thuộc với tất cả anh em rồi đúng không ạ? Và một con vàng cơ lai số đầy đủ eco này, dì vật này, chống hú này. Đó. Bluetooth này, cổng quang, USB và con robot đầy đủ cho anh em luôn, có khiển đầy đủ cho anh em để anh em can chỉnh điều khiển rất là tiện dụng đúng không ạ? Có con vang có cái ngoại hình rất là đẹp, rất đẹp, nhiều cổng ăn chơi, các bác nhá. Gồm tất cả những cái gì hay nhất bây giờ nó tích hợp với bên đây rồi. Đó, và linh kiện này thì bác nào nhìn qua cái linh kiện đã sướng rồi đúng không ạ? Với cái linh kiện này thì em cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Những anh em nào mà thợ thì không phải thích, còn những bác nào mà chưa biết về dòng này thì đây toàn bộ là linh kiện cắm không nhá. Linh kiện cắm rất là cao cấp nên là độ bền rất là cao, tiếng rất là chính xác, rất là hay các bác nhá. Đó, đầy đủ Bluetooth, cổng quang, USB, chống ngú và con này eco gì vọt rời luôn các bác nhá. Eco gì vọt rời. Và ngay bây giờ em alo thử cho anh em nghe luôn. Cái con này thì mức giá nó quá phù hợp với cả anh em luôn. 2 1 2 6 7 lên 2 2 2. Đây là eco anh em nhá. Với eco con này nó quá dẻo rồi. Lên 6 7 2 3 1 2 2 2 3 4 5 6 7 lên 2 6 lên 2 2 3 4 5 6 7 lên 2 6. Đó, ok chưa ạ? Eco rất là quen, rất là dẻo. Còn những bác nào mà thích làm xô ngoài trời mà muốn dùng gì vọt đúng không ạ? Đấy, dùng dì vọt các bác nhá. Thì ngay bây giờ đây, em tăng cho bác tính dì vọt này. Dì vọt con này thì nó quá hay rồi. Đấy, dì vọt rồi nhá. Lên 6 1, 2, 2, 3 4, 5, 6, 7 Lên 1, 2, 2, 6 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 2, 6 Dì vọt rất là chất các bác nhá. Dì vọt rất là chất, eco rời, dì vọt rời, và bác nào thích chỉnh trộn chung vào nhau cũng được luôn các bác nhá. Đó, đằng sau thì rất nhiều các yếu anh chỉnh như chỉnh phần mic cho surround này, super bass này. Đấy, gồm 5 ngõ ra các bác nhá, 2 cổng chính, 2 cổng surround và 1 cổng super bass. Đấy, mic chạy 2 mic sau luôn các bác, cắm mic không dây quá tiện luôn đúng không ạ? Và bật nguồn thì bật ở phía trước. Đấy, các bác nhìn chưa, lùm rất là xịn sò các bác nhá. Mức đầu tư chi phí rất là bình dân cho anh em luôn. Một con vàng nó quá đẹp, tất cả các hướng chỉnh và các cái hiệu ứng đèn nhấp nháy được thể hiện trên cái màn hình rất là to rộng các bác nhá. Các bác bấm vào đây các bác có thể chỉnh được gì vào time này, delay, gì pitch cái gì đó các bác thích chỉnh cái gì thì các bác chỉnh các bác nhá. Đấy, các bác thích view như delay các bác chỉnh xoay xoay này. Đấy, các bác nhìn chưa, đó xong nó tự lưu các bác nhá. Đó, phần này là phần phần effect đi, có nghĩa là khi ấn vào tất cả các hệ thống nó chuyển về chế độ MC các bác nhá, không có vang nhại. Nên bác nào mà làm đám cưới rồi show rồi làm kéo kéo mà làm cái con này thì quá hay rồi các bác nhá. Off đi cái là alo, không có tiếng vang nhại luôn, rất là hay các bác nhá. Super bass đánh cực khỏe, cực mạnh luôn. Đó, nhạc to khỏe rõ ràng, mặt mũi rất là đẹp các bác nhá. Gồm ngõ vào gồm Bluetooth, cổng quang, USB đấy, và hai ngõ bông sen các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó quá đẹp rồi, các bác nhìn hình thức nó quá chất rồi đúng không ạ? Đấy, quá trời đẹp luôn, tiếng hay. Và bên em đang bán cho các bác giá, một cái giá đầu tư chi phí rất phải chăng, có cái là 1.600.000 đồng. Bên em bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em 1 năm các bác nhá. Đấy, bảo anh em cho anh em 12 tháng, tức là 1 năm đấy ạ các bác nhá. Đó, 1.600.000 đồng một cây, bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em 12 tháng, ok chưa? Đó, máy móc thì nó quá chất rồi các bác nhá. Bác nào mà làm về linh kiện về điện tử, các bác nhìn cái máy này các bác nhìn nó sướng luôn, bởi vì linh kiện nó toàn linh kiện cắm không nhá. Linh kiện cắm nó rất là cao cấp nên là độ bền cao này, tiếng tốt này. Đấy, và mai sau khi mà có muốn xử lý nó rất dễ dàng, bởi vì linh kiện cắm nó rất là bền các bác nhá. Đấy, rất là chất, các bác nhìn nhá, nguồn này, đồ đạc làm quá trời chất. Đấy, một cái mức phí đầu tư ra chỉ có 1.600.000 đồng thôi, bao ship anh em và bảo hành trong 1 năm, có nghĩa là 12 tháng các bác nhá. Tất cả hệ thống chỉnh bát chung check. Đấy, bát chung check delay. Đấy, bát chung check này, có mic này, bát chung check của nhạc. Chỉ cái bên ngoài một con vang cơ lai số quá trời đẹp luôn. Đấy, cơ lai số Lex Aquatic các bác nhá. Một con vang cơ lai số quá trời đẹp luôn. Đấy, 1.600.000 đồng bao ship cho anh em và bảo hành em trong 1 năm các bác nhá.
hay là có nhu cầu thì alo cho bên em.